Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, trên thị trường có nhiều loại hoa cây cảnh mini với giá thành vừa phải và phù hợp với sở thích không gian nhỏ của nhiều gia đình. Các loại cây này đang được tiêu thụ mạnh. Trang trại hoa cây cảnh mini Quốc Việt ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh đang chuẩn bị hàng phục vụ thị trường Tết Quý Mão 2023. Bà Vũ Thị Thu, chủ trang trại sản xuất cây cảnh trang trí Quốc Việt cho biết, trang trại của gia đình phát triển từ hơn 12 năm nay. Hiện quy mô vườn nhà xưởng sản xuất rộng khoảng 8.000m2 với gần chục nhân công và lao động. Cơ sở sản xuất cây trang trí của gia đình bà Thu hiện có gần 100 loại cây hoa các loại, trong đó nhiều loại cây cảnh ngoại nhập. Đặc biệt, từ năm 2020, trang trại đã phát triển được sản phẩm chậu cảnh mini được ươm từ hạt thanh long. Đây trở thành một trong những sản phẩm bán rất chạy tại cơ sở sản xuất cây cảnh trang trí Quốc Việt. Thường vào cuối năm thì mấy tháng thì cô đều chuẩn bị số lượng cây và số lượng chậu để vào thì khoảng gấp đôi ngày thường, gấp ba ngày thường. Hiện nay, thị trường hoa cây cảnh mini rất đa dạng về chủng loại. Theo bà Thu, cây trồng trên chậu phải mang tính nghệ thuật, tạo nên nét quyến rũ, rất liên tưởng của người nhìn. Hiện nay, chậu cây thường không trồng đơn lẻ mà được tạo thành tiểu cảnh có đồi cỏ, đá núi, ngôi sao, trái tim hay là chim muông. Với giá thành chỉ trên dưới 100.000 đồng một chậu cây. Thời gian sử dụng lâu, các loại hoa cây cảnh mini là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Tết này, trang trại Quốc Việt cung ứng ra thị trường khoảng 16.000 chậu các loại. Đặc biệt, ngoài việc cung ứng cây, hoa trang trí cho thị trường, trang trại còn hợp đồng cung ứng cho công ty Đà Lạt Hass Farm và các hợp đồng xuất khẩu qua Campuchia và Singapore. Hợp được đánh giá rất là cao, như là đã liên kết với Hấp Phan này, và đợt trước thì liên kết với một số nước ngoài, Hàn Quốc, của Singapore gì đó, họ chuyển đi, được nhà nước đánh giá như là sản phẩm OCOP, nó đại diện cho cái sản nghĩa, như các cuộc triển lãm hỗ trợ thì sản phẩm này đều được trưng bày. Cuộc sống ngày càng hiện đại, chất lượng cuộc sống được nâng cao, sở thích chơi hoa cây cảnh càng trở nên phổ biến. Xu hướng chơi hoa cũng vì thế mà thay đổi. Người dân không chỉ mua các loại cây truyền thống như đào, mai, quất mà còn quan tâm tìm mua các loại hoa cây cảnh có kích thước nhỏ, màu sắc rực rỡ, dễ trồng và chăm sóc, dùng để trang trí trong nhà, trước cửa, phòng khách hay là bàn làm việc. Với sự kỳ công đầu tư chăm sóc cẩn thận, hy vọng Tết Quý Mão năm nay, các nhà vườn hoa cây cảnh đắt khách, người tiêu dùng thì có nhiều sự lựa chọn, giá cả hợp lý để nhà nhà vui xuân đón Tết, sum vầy, ấm áp.